Rồi, hôm nay là tiệm sẽ khai trương lại nha, mồng 9 tháng 2. Rồi. Đầu năm thì Cùi Bắp đã cúng khai trương tiệm rồi, thì Cùi Bắp sẽ nhận chiếc xe này để thay cam độ. Thì thay cam độ là bao gồm bạc đạn cam, thì năm mới cũng vậy thôi, là 650 ha, có bạc đạn cam luôn. Thì việc thay cam độ vô á, cây cốt cam độ vô thì mình sẽ độ nhẹ thôi, cho nên không có móc mắt bê tông gì hết. Thì cây cam độ này mình thay 650, xe là anh em đề ba hoặc qua mặt xe khác bốc hơn. Ngoài ra thì nó không có ảnh hưởng gì đến máy hết, máy vẫn im. Thì xe này đang nổ máy anh em, chờ chút nữa là mình sẽ thay cam độ vô rồi mình sẽ cho anh em coi. Thì hiện tại bây giờ là xe là cái ga ga mà 40 lên thì lên dặn ga tiếp á thì nó nhẹ, còn khi bà đề ba thì nó yếu, thì cái nồi nó cũng hơi hơi trượt rồi. Thì mình không có nói về vấn đề cái nồi, thì mình sẽ làm cái cam độ cho anh trai này. Thì đã xe này đã mở tua ở tiệm mình rồi nha, thì mở tua lúc mà còn là 300 ngàn một chiếc á. Rồi bây giờ là mình sẽ quay về để mình làm chiếc xe này nha. Rồi, rồi máy còn ấm lắm nha nè, máy còn ấm, lốc trắng này đời đầu là cũng ngon nha. Cái mặt nạ mà không có cái hai cái mép có cái miếng đen ở đây là cái đời này là đời này cũng ngon lắm nè, mình đời này chạy cũng hơi bị ngon á. Rồi 2013 nha, máy im nha. Rồi, rồi bây giờ mình sẽ về để mình thay cam độ cho xe này. Rồi thay cam độ vô thì xe nó chạy mướt hơn thôi chứ nó không có kêu máy đâu nè. Rồi thì dĩ nhiên cái đầu bò nó hơi đờn hơn miếng, tại vì cái cốt cam nó hoạt động là cam cỏ là hoạt động lẹ hơn chút thôi, nhưng mà chạy rất là bốc. Rồi mình đã thay rất là nhiều, anh em yên tâm ha. Rồi, rồi sau hồi xả nước cứu thân rồi giới thiệu xe rồi giới thiệu thì mình sẽ về mình làm thôi nha. Rồi khai trương chiếc này trước luôn nha. Rồi rồi thay cái cam độ này là trong vòng là khoảng 1 tiếng đồng hồ là anh em có thể lấy xe về rồi, cho nên là hôm nay khai trương thì anh em nào mà coi được clip này thì anh em có thể là đem xe mình xuống làm, thì buổi chiều cũng xong đó. Nói chung làm nồi với cam độ thì nhanh nha anh em, còn làm máy thì phải để xe lại nha. Rồi đây là cốt cam cũ nè, đó thì xe cũng im. Thì đây là mình thay cái cốt cam mới nha, hai cái bạc đạn mới đó, hai cái bạc đạn mới nha. Rồi đó, bên đây là cốt cam cũ nè đó. Rồi đây, cốt cam mới đó. Vô là nó cũng im như thường thôi chứ không có gì hết nha. Rồi xe này thì sên cam rồi chưa kêu mà mình cứ để ha. Rồi ok, đây là cốt cam này vô ra gắn vô là chạy khác liền nha, ngon liền. Thì khi mà mình thay cam thì mình phải cài đặt đồ lại, cái đó là chắc cú rồi, vậy thôi. Anh em nào mua về thì mình cũng bán như vậy luôn ha, có argo đồ sẵn thì gắn mặt đạn đồ về gắn vô thôi. Rồi cài đặt lại nha, nhớ cài đặt lại IC, không nó chạy không ngon đâu. Cài đặt rồi đó. Rồi đây là cái cây độ của mình nha, cây ta độ xe này mình độ ra độ cây quay phim. Sao giờ giờ mình sẽ gắn cái cốt cam vô nha anh em, gắn cốt cốt cam độ vô clip đầu năm cho anh về anh coi. Rồi gắn nó vô Kembo nha. Rồi, rồi. Đơn giản vô cùng ha. Rồi gắn vô thôi, rồi nhả ốc cò ra đè hai cái này xuống cho nó. Rồi đó. Đẩy vô, rồi đẩy cho cái râu này lên đây, cái gối này nè, này về đây này, ba mua về gắn cũng rất là dễ đó, rất là dễ dàng.
Rồi như vậy là được cây cam vô rồi đó. Rồi. Khi mà mình lên cái răng này á, mình lên này lại là mình gắn vô á thì nó sẽ căng sinh cam. Tại vì là ống sáo nó đã khi mình thả ra nó ống sáo nó đã đè lên rồi thì nó sẽ căng. Thì bắt buộc mình phải xả cái con ốc 10 mà để tăng ống sáo á, ốc 10 dưới cái hoa lăng á, cái chỗ dưới cái lóc, ngay chỗ cái tay ống sáo. Con ốc 10 dưới đây nha. Khi mình căng sinh cam lại nó sẽ xịt nhớt ra liền. Đó, nhiễu. Nhớ kỹ nè. Con này nè nha. Đó. Okay. Rồi bây giờ là mình chỉnh cò lại thôi, vậy là xong rồi. Rồi anh em dặn bằng tay xét cái nấm cò, dặn bằng tay thôi, cái nấm vuông á thì anh em dặn xong thì anh em nhả ra chừng khoảng một vòng nha, dặn xả ra khoảng một vòng là được, cho nó có độ rơi vòng nó hơi nhích, nếu mà nó ngang như rim quay á là garanti nó sẽ mất. Rồi trường hợp mà nó lỏng mà ra nó mất nữa thì anh em phải cài đặt lại IC ha. Dặn vô bằng tay thôi nè. Đấy, lóc lại vậy. Rồi bắt đầu nhả ra chừng hả một phần mấy vòng thôi chứ không có cần tới 1 vòng đâu. Để giờ nè. Dặn này ra không biết nè. Để dặn ra. Đó. Rồi. Rồi đây là hơi cứng nè, nhả ra. Cứ từ từ có độ rơ nè. Rồi độ rơ ngang nhưng mà cho dọc biến nữa, nhả ra biến nữa. Rồi ok, con trên tới con dưới làm y chang vậy nha. Rồi sau khi thay cam xong thì nổ êm bình thường nha. Thì bây giờ là mình rồi led vàng. Rồi mình sẽ chạy để mình cài đặt lại nữa, chứ không là nó mình lên khi anh em mà thay cam hay mình anh em làm cái gì, bất cứ nồi hay là sấy xúc bắp gì á, hay làm đầu lòng gì á mà anh em chạy mà lên da nó bị hụt đầu của cái tay da lên là nó không ngọt á thì anh em phải cài đặt lại nha. Đó vậy thôi. Rồi, đây chiếc xe này là bị ga điên nữa nè, lên ga cái bi xe bên đó bị ga điên, tắt bên đây đã. Đó. Đang lên ga hết ga nè, rồi tắt đi bi, rồi chỉ xe này luôn nha. Rồi vậy thôi. Rồi sau một tuần không sử dụng giờ mình phải sử dụng lại nó nha. Rồi một cái bữa mình gửi về Bình Long cho Hưng Râu rồi nha, mình đã gửi một cái về cho Hưng Râu rồi, tắt cài đặt. Rồi sau khi xong thì ga đầu nó tối hơn rồi, hồi nãy xe bị hụt ga đầu. Rồi thì mình sẽ cài đặt rồi lại nữa cho nó ngọt hơn nữa thì mình sẽ giao cấp thôi. Chứ sao giờ? Thì tổng thiệt hại xe này là 650 nha, tại vì thay hai cái bà đạn cam nữa.
Rồi thì đầu năm là chúc anh em là thuận lợi cho anh chị em đéo đường, rồi tiền vô như nước, những anh em nào mà chạy công nghệ thì tiền vô như nước, rồi luôn gặp may nha, rồi cuối đầu năm tới cuối năm là gặp may luôn, gặp may mắn nha. Rồi. Xe này là khai trương rồi, rồi rồi mình cảm ơn anh em rất là nhiều nha, rồi mình kết thúc video này nha. Rồi sau khi mà cài đặt